Xin chào cả nhà luôn nha. Lời nói đầu tiên, chúc cả nhà sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống nha. Mình với A Đếm gài bẫy chuột đường mòn tiếp tục nữa nghe cả nhà. Ngay chỗ cái bữa mà trúng mánh đó nè, trúng mánh chỗ nhà mấy đường á, có nhà mấy đường Sóc Trăng nè cả nhà. Đây, nhà mấy đường Sóc Trăng đây. Nhà mấy đường Sóc Trăng hiện tại giờ còn đang hoạt động nha cả nhà. Cái nước đó là nước phúng phúng lên đó, đó là cái nước làm mát. Còn nguyên ông khói á, ông khói lên khói đó cả nhà. Nhà cái đường Chà Bá luôn. Mấy cái chỗ ngay chỗ đó đó là mình đánh chuột không nhầm mà bữa hổm dính quyền bài luôn nữa cả nhà. Mình ra đếm còn khoảng chừng giỏ nó là xong rồi. Hồi cái mình lại mình gài tiếp ba đếm cái nữa xong rồi. Này còn giỏ nữa cả nhà. Là mình đánh luôn. Hỏi chào cả nhà em ơi. Hello, chào cả nhà. Mình đó cái cây bèo trắng trắng đó. Là mình gài một cái hết. Ở đây một cái nên mình hứng cái đường về của con chuột nè. Cái đường mòn trong đó nó chạy ra. Đường mòn trong đó đó, chỗ này nè, nó chạy ra. Mình hứng hết luôn. Ra về mình cũng hứng hết. Đi về mình cũng hứng luôn. Rồi cả nhà ơi, hẹn cả nhà 7 giờ rưỡi đi thăm chuột đường mòn với hai anh em mình nha. Bye bye cả nhà nghe. Rồi, mình chào cả nhà luôn nha. Hai anh em mình 7 giờ rưỡi đi thăm chuột nha cả nhà ơi. À, đếm lại tiếp tục đi thăm trước nha cả nhà. À, đếm đi bay luôn rồi. Dính nào em? Ồ, dính ngay cả nhà ơi. Xa quá. Từ. Bự á. Bự cả nhà ơi. Một con nãy giờ 237 không dính nha nhà ơi. Cho vô lòng nha. Con đầu tiên mà để vô cái là uống chứ lắm nha đếm. Quay miệng lên bờ nè. Anh em mình gài lại. Dính đèn con đây cả nhà. Vô. Dính nè. Ngon nha cả nhà. Quá đã. Chà Bá luôn. Vô coi. Bẻ nó xuống, cầm xét nó xuống. Mạnh lên.
cầm cái tay dưới nắp lồng nó cái nắp á. Dưới nắp kia kìa. Cái tay bợ một ngón cái là bợ lên. Để mình xử cái này cả nhà. Thử đây, gắt cái lồng này quá. Dính đèn còn nữa nghe cả nhà. Bự đấy ơi. Một em. Ôi, bự chà bá luôn. Ngon lành. Vô. Chuột sợi gió. Khỏi cầm mấy cây đâu, để cây đó đi. Mấy cây này nó banh cái lò xo nữa. Về lại cái nha. Dính đây một ẻm nữa. Ẻm nữa rồi. Nó không quay đường ra ngoài đó. Rồi được rồi. Dơ thấp thấp thôi, ngồi dơ cao quá, chối đèn. Dịnh vô. Em về lại. Bữa nay chắc yếu rồi cả nhà. Bữa nay có co vẻ như hơi yếu rồi đó. Nãy giờ bỏ 20 cái rồi mà dính được có 4 con. Nhục giọng đây mình đặt đường mòn nó nhiều quá, mình để mình đặt nhóc hết trơn luôn. Ồ, dính kìa. Kìa, dính kìa. Dính nè. Nè cả nhà. Để tôi đặt cái này không ta. Đó, dính nè. Đó là. Cái này ai ném đặt rồi kìa. Quá dữ. Vô. Hình như đây dính đây nè. Ở đây dính đây nè. Ừ. Ở đây tới con chuột luôn cả nhà. Mini. Mini hả? Mini hết gơ. Mini nè. Cái bị lớn nè. Ở đây còn ngồi rồi. Thôi. Bắt luôn để nó phá ruộng người ta. Vô. Dính nữa nè. Dính nữa rồi, dính nữa rồi. Dính nữa rồi cả nhà. Đây nè. Cò lì. Nè cả nhà. Vô, lo, ngon lành. Vô. Tới công chuyện rồi, cũng được rồi đó. Cũng ngon lành rồi đó đếm ơi. Rồi. Cũng ngon lành rồi đó. Đi sửa sửa này lại, đừng có ấy lên hoài. Đó, chị đi. Ngon lành. Dính nữa cả nhà. Dính nữa, mini nữa. Hot girl mini bị gắn. Rồi. Mini bởi vì không có phe. Giờ thôi. Mini tiếp tục là mini. Mình mót lại á. Mót lại bây giờ dính mini nhiều. Vô. Tiếp tục là mini. Mini nhỏ xíu. Vô. Bự nha. Chỉ còn bự nghe cả nhà ơi. Dạ, bá luôn rồi. Bự phe liền. Rồi, vô. Vô. Bự là phe liền nha cả nhà. Đây là nhóc 7 dân nè. Cờ mấy cờ trắng trắng mình đặt vô nhà mấy đường chạy ban đêm luôn nè cả nhà. Chạy ban đêm luôn. Đèn sáng trưng hết trơn luôn. Dính này đem.
dính không? Chưa có ý để sập không dính nè, ý sập bay vuốt rồi nè. Chưa chuột vậy? Trời. Ở đây gần ghé gì á, tha vàng. Dính rồi, đếm rồi, à đếm rồi, chịu bự rồi, đếm rồi. Bự rồi cái nhà. Cầm thấp thấp được rồi. Trà bá rồi. Lắm. Rồi, vô rộng đi. Con bự rồi nha, vô liền. Dính rồi cả nhà ơi. Ngon lành. Vô, con này con lỡ. Con lỡ rồi. Rồi đó, chuyên gia vô chuột rồi cả nhà ơi. Để mình rủi khi mình bắt nó đây. Chi da vuột luôn, bắt chính đây nè. Ây da, ây da nó cắn. Ây da nó cắn. Ây da. Ôi ơi, trời nó cắn rồi nha ơi. Ném này chi da vuột chuột luôn đó. Rồi xong rồi, rồi nó cắn đau quá, cái đau rồi cả nhà ơi. Rồi rồi, nãy giờ biết lâu mới chích được con cả nhà ơi. Hú hồn chi bé. Hú hồn. Bây giờ mới dính được con con. Rồi vô đi. Nãy giờ đi mệt luôn cả nhà. Đi lã mồ hôi luôn. Bây giờ một em mà. Hai mình chạy lại. Dính đèn em nữa nghe cả nhà. Bị chà bá luôn. Chà bá luôn rồi. Rồi xuống đi. Vô nè. Vô. Vô. Dính này nè cả nhà. Cũng ngon lành ngay chứ. Ngon lành. Vô nè. Trời ơi, nãy giờ tưởng nãy tưởng nó vô không mà cả nhà. Nó bị. Vô đó, mình xử cái vô đến gì cái bẫy dở thì chứ cái bẫy gì mà không ấy vô được. Ấy cái miệng lên. Ừ. Dở thì cái miệng gì mà không đem ra gì được, chuột nó ra được đó nha. Tiếp tục dính cái này ra nha. Con bự đó. Chà bá đó. Rồi, vô. Vô xa xa thấy dính mà biết bự hơi nhỏ lỡ đây nha cả nhà. Con này con lỡ đưa qua chụp ừ vô dính đây nè cả nhà ơi. Một em chà bá luôn. Bự đó đếm ơi. Không, để đường về đó. Ngon lành. Vô. Vô rộng đi. Vô. Dính rồi kìa nhà. Một em. Lỡ. Vô. Cái này mình vừa đi tới nó tọt vô luôn nè cả nhà. Chứ không. Quýnh đường về lại hại không. Này có cao thủ chỉ mày quýnh đường về. Quá lợi hại. Tọt vô là dính luôn nè cả nhà. Ngon lành. Vô. Vừa đi vô tới tọt vô quẩy rồi dính luôn cả nhà. Hết hồn luôn á. Nãy là không dính luôn á, giờ đi tới tọt vô bẫy dính. Đã đi chứ. Dính nữa kìa nhà ơi. Lỡ nữa, lỡ miner nữa.
Ôi, vô vỏ. Ồ, dính thì mì nơ nữa nè cả nhà ơi. Nha. Mì nơ ơi, con này cũng lỡ bự á. Rồi, vừa ăn này, con này vừa ăn này cả nhà. Khỏi liền. Anh em mình gọi lại thôi. Thăm buổi tối của hai anh em mình được nhiêu nè cả nhà? 1 ký mấy, gần 2 ký. Đếm quẩy chuột đi tên tên. Hôm nay quẩy chuột hơi nhẹ. Hết than rồi cả nhà. Bữa hổm quẩy chuột đuối đi. Cái này quẩy 2 ký mấy. 2 ký à. 2 ký. Nó nhẹ quá, nhẹ quá. Nó không trúng bằng được bữa hổm nghe cả nhà. Hôm nay mình cũng kết thúc đêm luôn rồi cả nhà. Sáng mình đi thăm học tăng nữa, mình quay sơ lược cái nữa nha cả nhà. Hẹn cả nhà buổi sáng nha. Rồi cả nhà ơi, buổi sáng mình cũng cuốn bẫy vô trơn rồi, mấy cái vỏ bẫy mình cuốn vô cũng được có hai được có 7 con rồi hả nhà ơi. Vỏ cuốn xong xuôi chưa nè, bẹo rồi cũng vô xong hết trơn rồi. À, 4 giờ là 4 giờ mấy rồi, hai anh em mình thức rồi. Hồi tối dính được nhiều mà, ngốc cũng nhóc luôn rồi nha. Giờ 2 kỹ á. Rồi, bỏ vô chuột vô đi đếm. Buổi sáng này thấp. Vô. Sáng dính mùi bự không cũng được. Vô. Có còn là mini vậy. Ê, hai con mini đó thôi. Tám con nữa này. Vô. Buổi sáng vậy là hai anh em mình thắt rồi cái này. Rồi. Hai em cũng bỏ chuột rồi xong rồi. Hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Mình cũng xin kết thúc clip đây nha cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Hello, chào cả nhà.